trước mình để ý thấy mọi người rất thích chứa nhiều đồ. Một cái ghế không đủ, phải thêm một cái ghế nữa. Như vậy rồi vẫn chưa thỏa mãn, phải mua 10 bộ như thế. Ai cũng nghĩ đồ đạc có càng nhiều càng tốt, để lỡ có gì sẽ có ngay mà dùng. Một số còn nghĩ có càng nhiều sẽ càng giàu. Tuy nhiên bây giờ chúng ta không cần nhiều đến như vậy, một chiếc ghế là đủ. Masaki Fumio nói rằng đồ đạc thật sự không còn quan trọng với ta nữa. Và ông ta đã viết quyển sách đó là Lối sống tối giản của người Nhật. Vì sao bạn có ít đồ đạc hơn lại cảm thấy hạnh phúc hơn? Thế tại sao lại có nhiều đồ đạc như vậy? Các bạn nữ có một cái rất là thú vị, đó là đứng trước một tủ quần áo là nghĩ không có gì mặc cả. Thật ra không phải như vậy, chỉ là các bạn thấy không có bộ nào hợp. Mọi người cũng như vậy, như chúng ta đã quen với những gì mình sở hữu. Lúc ban đầu bạn còn nhớ rất rõ bạn còn muốn bạn có bộ quần áo đó như thế nào, nhưng khi có được nó rồi bạn sẽ nhanh chóng không được niềm vui ấy gia tăng nữa. Nó trở nên bình thường sau 10 lần mặc bộ quần áo đó, và sau 50 lần bạn đã phát ngán với việc phải mặc bộ quần áo ấy ra ngoài. Đó là quy trình thói quen chán nản do não tập trung vào sự thay đổi kích thích, dẫn đến chúng ta mua nhiều đồ hơn, đắt tiền hơn để thỏa mãn bản thân. Tuy nhiên giá cả của một món đồ không tạo nên giá trị của nó, cũng như cảm giác nó mang đến cho chúng ta. Một chiếc nhẫn 50 triệu không mang niềm vui lớn hơn 10 lần so với chiếc nhẫn 5 triệu. Chúng ta chỉ thấy được niềm vui ban đầu, chứ không dự đoán được cảm xúc sau 10 tháng nữa như thế nào. Và kết quả là chúng ta tiêu tốn thời gian trả giá bằng những đau khổ để lấy niềm vui nhất thời. Sau đó sẽ thấy nó dường như không đáng. Thứ chúng ta lãng phí không phải là tiền bạc, mà là thời gian chúng ta đã đầu tư. Bên cạnh đó, tính năng của sản phẩm không thật sự gấp 10 lần với giá tiền của chúng. Chúng ta thường mua để khẳng định bản thân, hoặc sợ bị đánh giá từ người khác, hay mua để bằng bạn bằng bè, hoặc chúng ta thường cho rằng người ta đánh giá dựa trên những vật chất hiện hữu xung quanh cũng như vẻ ngoài của mình vậy. Họ chọn những sản phẩm bằng nhau để thể hiện giá trị bên trong. Và khi bạn bỏ bớt đồ đạc, bạn sẽ có nhiều hơn rất nhiều. Và bài học này là điều mình thích nhất ở tác giả. Nếu đồ đạc không phải giá trị bên trong của chúng ta, ta chăm sóc cho chúng, khiến chúng ta trở thành một nô lệ cho giá trị ảo. Bỏ bớt đồ đạc, chúng ta có nhiều thời gian hơn. Chúng ta giảm thời gian làm việc nhà, giảm thời gian đi mua sắm. Một điều đặc biệt đó là bạn có thể chuyển nhà trong vòng 30 phút. Bạn thấy cuộc sống tự do, thoải mái và không phải suy nghĩ xem món đồ ấy đang ở đâu nữa. Cuối cùng đó chính là nghỉ ngơi thật sự, nằm bên cửa sổ ngắm nhìn người đi lại với căn phòng có vài món đồ đơn giản. Bạn sẽ phải thấy mình không phải nhớ quá nhiều, không phải suy nghĩ quá nhiều. Bạn sẽ hướng về những gì bản thân của bạn, những thứ là chân giá trị của bạn, phục vụ bạn suốt cuộc đời, chứ không phải về sự giàu có về vật chất. Đồ đạc ít là chúng ta ít lười biếng, ít ham muốn. Mọi người hay ngại sự phiền phức nên lười biếng. Ví dụ như bạn muốn lau sàn nhà có một vật dụng nặng ở trên, đầu tiên bạn sẽ lấy vật đó ra, sau đó lau rồi mới đặt vật đó vào chỗ cũ. Nếu không có vật đó, ta chỉ cần lau sàn thôi. Việc đơn giản hóa khiến chúng ta có nhiều năng lượng hơn, công việc dễ thực hiện hơn. Từ đó chúng ta sẽ không thấy bận rộn, dễ dàng sắp xếp được mọi thứ, dễ tránh khỏi tình trạng cái gì cũng dang dở. Sau khi đọc cuốn sách này xong, mình rút ra được vài điều. Thứ nhất, đồng phục hóa trang phục thường ngày. Thứ hai, ghi lại hết mọi thứ trên lên mạng. Thứ ba, giảm bớt vật dụng không xài một năm. Và cuối cùng đó là tránh xa những thông tin ganh đua. Tổng kết cuốn sách Lối sống giản dị của người Nhật, mình thích cách trình bày đơn giản nhưng thực tế và cụ thể, lý giải logic đơn giản mà dễ hiểu, bố cục rõ ràng, nguyên nhân kết quả cho người đọc dễ hiểu hơn. Sách đẹp lắm các bạn ạ, bìa nhìn rất sang, giá cả hợp lý. Tuy nhiên điểm yếu là thiếu phần tổng kết từng chương, kết cấu khá giống một câu chuyện.